Chào mừng bạn đến với Anatoly Tours và đất nước Andorra. Đây là một đất nước nhỏ bé nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp. Đây là quốc gia đồng thân vương duy nhất trên thế giới. Thân vương đầu tiên là Tổng thống Pháp, người còn lại là giám mục của UKEL, một giáo phận công giáo của Tây Ban Nha. Andorra còn rất nhiều điều thú vị chờ chúng ta khám phá. Andorra là một trong những quốc gia nằm ẩn mình giữa lòng châu Âu, với diện tích chỉ vỏn vẹn 468 km². Đây là quốc gia nhỏ thứ 16 trên thế giới. Theo số liệu của năm 2021, dân số của quốc gia này là 77.354 người. Dù có quy mô nhỏ, nhưng hầu hết các công trình và tòa nhà nằm ở phía dưới thung lũng. Còn lại phần lớn đất đai là đồi núi, bởi vậy cả đất nước gần như một ngôi làng nhỏ xinh. Là quốc gia có diện tích và dân số khiêm tốn, nhưng Andorra khá giàu có. Năm 2021, GDP đầu người vào khoảng 435.000 USD. Con số này được đánh giá cao hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhỏ bé nhưng Andorra có nền kinh tế bền vững, với ngành du lịch là chủ đạo. Trên thực tế, du lịch chiếm tới 80% GDP của cả nước. Ước tính hàng năm có tới 10 triệu du khách tới đây. Tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, quốc gia này có cả khí hậu lục địa và núi cao. Dù giàu có nhưng nhiều điều thú vị về quốc gia châu Âu này mà không phải ai cũng biết. Andorra nằm giữa dãy núi Pyrenees, địa hình tại đây đa phần là đồi núi nên không thể xây dựng sân bay riêng. Các sân bay gần nhất là Toulouse ở Pháp và Barcelona của Tây Ban Nha. Do đó, nếu du khách muốn đến Andorra bằng máy bay đều phải sang các nước láng giềng đi ké. Andorra chưa bao giờ sở hữu đồng tiền riêng. Nhưng từ ngày 1 tháng 7 2013, Andorra có một thỏa thuận với EU cho phép quốc gia này sử dụng đồng tiền euro là tiền tệ chính thức. Trước khi thỏa thuận với EU, người dân ở đây dùng đồng tiền Tây Ban Nha hoặc là tiền Pháp. Trước đây Andorra không có nhà tù do dân số quá ít. Những phạm nhân bị kết án ở quốc gia này được đưa qua Tây Ban Nha hoặc Pháp để chấp hành án. Cũng do địa hình đồi núi, quốc gia nhỏ bé này thiếu cả mạng lưới đường sắt. Do đó, du khách phải đi bằng xe bus từ Pháp hoặc là Tây Ban Nha vào Andorra. Đối với những vị khách nghiện thuốc lá và rượu thì Andorra là một thiên đường, vì giá ở đây có thể rẻ hơn đến 20% so với những quốc gia khác ở châu Âu. Ngoài ra, chính sách ưu đãi thuế của Andorra thu hút được nhiều người nước ngoài tới đây đầu tư và làm ăn. Những thung lũng quanh Andorra có rất nhiều biệt thự với kiến trúc đẹp thuộc sở hữu của các doanh nhân ngoại quốc. Quốc gia nhỏ bé này được đánh giá không phải là một cái tên nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới, thậm chí rất ít người biết tới. Với lượng khách 10 triệu lượt mỗi năm, trong khi dân số chỉ có khoảng 77.300 người, đất nước này vẫn được coi là nơi có nhiều du khách bình quân trên đầu người nhất thế giới. Phần lớn du khách tới đây là công dân Pháp và Tây Ban Nha. Họ tới đây để mua sắm vì ở đây rẻ hơn đất nước của họ nhiều. Do nằm ở dãy núi Pyrenees, Andorra được đánh giá là một trong những điểm đến hàng đầu để trực tiếc ở châu Âu. Ở đây có tới 4 khu nghỉ dưỡng trực tiếc chính với cơ sở vật chất lý tưởng. Sau đây mời các bạn xem tiếp một số hình ảnh về thủ đô Andorra La Vella và một số vùng lân cận. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Nếu thấy hay và thú vị, đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời tạm biệt.